Alo, xin chào các bạn đã quay trở lại với video của mình. Thì hôm nay mình đi chơi các bạn ạ. Nói chung là mình đi dạo đấy, trong vùng của mình ấy. Thì mình có nhận được một câu hỏi của bạn ở Việt Nam, đó là về vé 49 oi. Thì hôm nay, sau cái video này, mình sẽ kể ngắn cho các bạn nghe một chút vé 49 oi là gì. Nhưng mà trước khi kể thì mình cần tìm một cái chỗ nào đó để mình ngồi đã các bạn ạ. Cuối cùng thì là mình cũng tìm được một chỗ khá là râm, cũng khá là mát. Đó là xung quanh cái hồ này các bạn. Thì mình sẽ ngồi đây để kể cho các bạn nghe nhé. Vé 49 euro là gì? Vé 49 euro là loại vé mà được nhà nước ban hành vào ngày 13 tháng 10 năm vừa rồi. Và nó chỉ có giá 49 euro. Và với chiếc vé này thì bạn có thể đi ở trên toàn nước Đức, không giới hạn trong tháng các bạn nhé. Vậy vé 49 euro nó hoạt động như thế nào? Với vé 49 euro thì các bạn có thể đi tất cả các phương tiện công cộng ở trên toàn nước Đức. Và các bạn phải chú ý đó là ngoài trừ các tàu nhanh như tàu nhanh EC, tàu IC và tàu ICE thì các bạn sẽ không được sử dụng cái loại vé 49 euro này. Các bạn bắt buộc phải mua một loại vé khác khi các bạn đi những phương tiện này. Vậy khi nào các bạn có thể mua vé này thì trong tháng 4 này các bạn cũng có thể đăng ký và mua. Vì sao ạ? Vì loại vé này đã được mở bán trong tháng 4 này các bạn nhé. Nhưng qua tháng 5 các bạn mới được sử dụng và nó chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 trở đi. Các bạn có thể mua vé đó ở đâu ạ? Có 3 cách. Thứ nhất, các bạn có thể mua tại app DB. Thứ hai, các bạn có thể mua qua các trang web, ví dụ như là doilanticket.de, các bạn có thể vào đăng ký và mua. Thứ ba, đó là các bạn có thể mua tại các app, tại các vùng của các bạn sống. Câu hỏi cuối cùng đó là chúng ta có thể hủy vé khi chúng ta mua hay không? Thì câu trả lời là có các bạn nhé. Các bạn có thể hủy nó trước ngày 10 mỗi tháng. Với cái video ngắn trên thì mình hy vọng rằng nó có thể giúp ích cho các bạn một phần nào đó, đặc biệt là những bạn chuẩn bị sang Đức sinh sống và học tập. Thì nếu các bạn có câu hỏi nào thì hãy nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo hoặc là đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.